people riding corn on the road. We are at ChoBen, before ChoBen, 6 kilometers from the trail. Okay, 4 more. Sau tới chợ bến và bây giờ đã là khoảng 11 giờ 10. Tiên cán, cán đinh. Cán đinh hay sao? Cán đá, cán đá. Chúc mừng tại. Sao anh quý chưa gì hết mà cởi áo phanh bụng ông đĩa rồi. Trận về kỳ này vẫn còn suốt không? Trận về. Cán hả? Nè, quán yêu luôn, thử coi có mùi ăn trước kia đó. Đây, bình quay đây Khoa. Đây mình sáng giờ lo ráp cái stem cho anh Hiếu hả? Đó, anh quý của rơ, xin nó luôn, giữ luôn. Quá đẹp, quá đẹp. Núi non rồi, quá đã vậy. Cho tụi nó kéo đi cho E5. Em hồng một hỏi xinh xinh. Xe anh Hoàng chắc bị lọc sọc hồi nãy mà không nói mình nghe. Chỉnh cho anh cái. Đã qua.